Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ê, từ chân gần bãi trưởng anh em ơi. Bên dưới này. Thấy không? Đi nhà hai tầng thì phải. Ui. Ê, hai thằng nhá. Đây rồi anh em ơi, Chỗ đấy, đây cũng có một đứa này. Ui, cũng có một đứa này. Ok, đã knock. Ui, thằng này nó chắn đường. Thằng bạn nó ra anh em ơi, Ui giời ôi em ơi, cứu bạn à. Ok, xong luôn. Đi cứu mình. À, hết rồi anh em ạ, không còn người nữa đâu. Tưởng còn bạn nữa. Đậu xanh. Ok nhá, ok cũng 75 em muốn đi nhá. Ok rồi nhá, bò. Chẳng nhẽ anh lại sợ chú à? Cột máu luôn thôi anh em ơi. Cột máu cho full luôn, sao phịch ngại. Okay. Chỗ này chúng ta sẽ có thêm được rất nhiều đại tử liên nhé mọi người nhé. Đây, đổi qua MP10 luôn. Ok. Mình sẽ lấy thêm một ít từ cái thơ này. Thế nhá. Ơi, của mình đến cho cậu đây. Đây. No, mình nghĩ là không cần đâu các bạn ạ. Vì mình đã xử xong chúng nó rồi bạn ơi. Có đây con nào mọi người. Wow. Chỗ này kẹo nghĩ là cũng không thấy ai đâu. Khá là vắng anh em ạ. Xe này. Ui, tiếng chân của các bạn à? Mình cứ tưởng người là mình sợ vách trưởng, từ trên từng có người. Bên dưới này. Cô ông đến bất ngờ vãi. Ok. Nhảy qua cửa sổ phát. Đây, chúng ta lên xe chung thôi nha em ơi. Mình 2 kill, các bạn mấy kill rồi? 1. Huỳnh Nhi 2. Wow. Như vậy, sát thủ sẽ là người lạc loài, sát thủ đi bộ đi bạn. 212, đẹp quá nhỉ. No. Sát thủ đi bộ. À, lật kèo, lời tuyên chiến của sát thủ bảo rằng là sẽ lật kèo ăn nhiều mạng nhất trong trận này anh em ạ. Để coi. Các bạn ơi bình tĩnh nào. Ok các bạn. Ui các bạn ơi. Huỳnh Nhi ơi, sát thủ nó ăn rồi. Các bạn cố làm gì? Chẳng phải chở anh em ạ. Đang định ăn để lên giáp 4,5, các bạn lại ăn mất. Buồn quá nhỉ. Quá buồn luôn anh em ạ. Đồng đội đã chơi gắt quá thì tôi cũng chịu rồi anh em ơi. Keo người ta dùng để sao chặn không bom keo ấy, để dùng chặn bộ nâng giáp anh em ạ. Đấy mới là cách sử dụng hợp lý của bom keo. Bình thường là anh em sử dụng bom keo là để chặn, như kiểu là cái đấy không cho bắn là sai rồi anh em ơi. Bom keo ấy chúng ta phải chặn nâng giáp, đấy mới là tác dụng thật sự của bom keo anh em ạ. Các cháu với tay đồ nha. Ăn rồi thì thôi cho bạn ăn, làm gì mà căng, đòi ăn lắm không? Nó thật đấy, ăn rồi thôi cho bạn ăn. Này, sát thủ nó rẻ tiền vãi chở anh em ạ. Mấy hiểu sao mình lại chơi với những thằng đồng đội nó vô cùng rẻ tiền anh em ạ. Anh em đã thấy được bộ mặt thật của sát thủ chưa? Nó ăn 2 cái nâng giáp thôi anh em ạ. Mình học từ những người làm người là... Bạn ăn 2 cái nâng giáp là bạn rẻ tiền rồi. Bạn ăn một cái rồi thôi bạn ơi. Tại sao bạn lại rẻ tiền như vậy? Mình thật không ngờ về con người của bạn. Wow. Các bạn có thấy là sát thủ rẻ tiền không ạ? Đây để các bạn comment nào. Nhưng mà bạn ăn nâng giáp rồi thôi, để cho đồng đội ăn chứ. Bạn ăn nhiều vậy. Ăn nhiều quá mắc nghẹn đấy sát thủ ơi. Mình ăn có 1 kill thôi cậu ơi. Nhưng mà bạn ăn 2 cái nâng giáp. Thì coi như đấy là gọi là bù đắp đi cậu. No bù đắp. I'm so sad. Đây, các bạn biết mình đưa các bạn đến đâu rồi chứ. Lần này bạn có thể nhường mình được không sát thủ? Mình thật sự mệt mỏi, cái lần nào cũng phải tranh giáp với bạn. Ok, chơi đi bộ. Thế mình sẽ đi bộ các bạn ơi. Mình nghĩ là nó vẫn còn. Còn chứ cậu. Wow. Không, có một thứ là mình quan trọng hơn, đó là nguyên một team các bạn ơi. Support. Support các bạn ơi, từng hai, support. Nguyên một team. Đâu? Dưới tầng 1 này. Tầng 1 cũng có. Ok. Cái động xanh. Tầng 1 cũng có anh em ơi. Ở trên. Ui các bạn ơi, các bạn chơi gắt quá nhỉ, tôi sợ đấy. Anh em đã thấy được khi mà có mạng team của mình nó cục xúc thế nào cho anh em ấy. Ui, wow. Dựng ta ban không cho đồng đội rút đồ, rẻ tiền thay. Sát thủ ơi, cậu dựng thằng băng đúng không? Cái gì cơ? No, sao các bạn có thể rẻ tiền như vậy được, mình không thể ngờ được. Chúng ta học từ những người tạo lên cái phong trào đầu tiên. Các bạn ơi, đó chính là sát thủ suốt ngày chặn bộ nâng giáp của đồng đội anh em ơi. Quá khứ rồi nhưng mà mình đã rửa tay no. Rồi. Các không có gì rửa tay cả. Chết cười. Huỳnh Nhi, đi bộ hay đi xe? Đấy. Bạn lựa chọn đi. Huỳnh Nhi lên xe, nhiều mệt mỏi, lên xe không? Nhanh để vào UMV kiếm thêm mạng nào. Ok, đi. Hey. Anh sát thủ quá rẻ tiền. Đấy, các bạn comment chuẩn ý mình, không hiểu sao. Không hiểu sao tại sao bạn lại rẻ tiền như vậy, bạn hãy cho mình một lời giải thích đi sát thủ. Không á, không là sao? Ý bạn là bạn không rẻ tiền. Ồ. Các bạn xuống xe à? What the hell? Các bạn làm gì vậy? Các bạn làm gì vậy? Ui, hai người đồng đội của mình chặn nhau không cho nhau chạy anh em ạ. Này, mình nhường các bạn cả này. Đấy, mình nhường các bạn cả đấy, các bạn lượm đi. Nhường đấy. Ok, lấy luôn. Đâu có đứa nào lấy đâu, ông đang cầm MP40 ông lại đùa tôi. Team mình team mình chẳng ai chơi mấy. Đây, ok, lên cho cái nào nha em ơi. Wow. Không có bật ai cả các bạn ơi. Mà không hiểu sao chơi ở trên bản đồ đảo thiên đường ấy, kiếm người khó vãi chưởng. Đây còn lại có 13 đứa này mà công nhận chúng nó kill nhau nhanh cơ. Các bạn mình không ra đúng lúc thôi. Đúng người nhưng mà chơi đúng thời điểm thôi. Sam Lin giết dần quen không ạ? Sam Lin sẽ bị quả bắt diều hâu tha. Đây lên xe các bạn ơi, xe mới. New xe. Lên. Chạy luôn. Huỳnh Nhi ơi. Huỳnh Nhi ơi. Huỳnh Nhi ra đốt thính thật rẻ tiền. Gắt, Huỳnh Nhi ra đốt thính thật rẻ tiền. Anh em ạ, anh em đã thấy được độ rẻ tiền của Huỳnh Nhi chưa? Huỳnh Nhi phải chạy vòng này. Huỳnh Nhi ra đốt thính thật rẻ tiền. Ui các bạn ơi, chỉ là một khẩu phóng lựu thôi mà. Các bạn tôi, lên xe các bạn tôi ơi. Nhanh chạy bo các bạn tôi ơi. Mình không thể nào đi chung với xe với thằng rẻ tiền được cậu. Nào lên xe các bạn ơi. Các bạn không đi xe à? Thế thôi. Thế mình đi xe một mình. Các bạn đã tìm mình đi motor truck một mình vậy. Mỗi bạn đều có xe riêng rồi à? Gắt thật, các bạn có xe ô tô riêng à? Dích thật anh em ạ. Thời đại mới rồi, 2019 rồi. Ai cũng có xe ô tô đi. Con 4 bánh. Tôi là 4 bánh kiểu này, 4 bánh to bằng con xe của các ông đấy. To hơn. Đi xe này cao, quan sát mới tốt anh em ạ. Các bạn có thể đi sau mình được không? Dàn hàng ra các bạn ạ. Mình chưa thấy ai cả. Wow. Các bạn làm gì đấy? Có người ở trong à? Wow. Thế có gì vậy? Lại nâng giáp à? Ui, thính. Ui. Ôi các bạn tôi đã lút xong thính. I'm so sad, mình thật sự buồn với các bạn. Tại sao các bạn lút hết thính rồi? Mỗi đứa một loại xe khác nhau. Huỳnh Nhi quân đội 4 chỗ à? Tôi motor truck à? Sát thủ chơi gì vậy? Là một đi. Ui, hình như là Huỳnh Nhi cán mạng của mình. Huỳnh Nhi ơi, một mạng tôi đâm mà tại sao ông cái mạng của tôi vậy? Huỳnh Nhi ơi, rẻ tiền vừa thôi bạn ơi. Tại sao mình đâm nó để mình cứu bạn mà bạn đã cán lại mạng của mình? Thế này thì người ta gọi đấy là vòng luân vô nghĩa đấy cậu. Người ta gọi là qua cầu rút ván anh em, ăn cháo đá bát là đây. Wow. Để xe bạn đây. Đấy. Mình lấy motor truck mình đi cơ. Mình đã kêu một mạng để mình đâm nó để mình giải cứu Huỳnh Nhi, trong khi Huỳnh Nhi thì cái mạng của mình. Buồn quá anh em ạ. Gì? Huỳnh Nhi đi. Wow, trên này không có ai cả các bạn ơi. Vắng thế nhỉ? Cái kiếm là chắc có. Còn lại bao nhiêu đây? 11 đứa nữa. Một đứa nữa tôi nghĩ là từ khoảng 3 team thôi, mỗi team vài đứa. 443. Trên này con nào anh em ơi. Uầy, Huỳnh Nhi đi theo hướng ngược lại các bạn ơi. Gắt thật. Huỳnh Nhi muốn tìm cho mình một lối đi riêng. Kệ đi cậu, tí nữa chết rồi. Đó, nó đang chết thật rồi đó. Huỳnh Nhi đang thụt máu nhưng bạn ấy vẫn chưa bơm. Uầy, đang bơm máu rồi ông ạ. Để tính sao quá. Bạn ấy chậm thôi, xe mình làm sao đổi kịp được. Xe mình muốn chắc mà bạn. Ok, ok cậu. Ê, bên đây, bên đây có 2 team nhá. 2 team á, gắt vãi trưởng. À, gắt vãi trưởng vậy ông ơi, 2 team cả. Chạy luôn, chạy luôn. Gắt vậy tôi chịu rồi. Xứ đi, xứ đi, xứ đi. À, 1 team thôi, 1 team thôi, 4 nào. Ôi các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi. Đây, mình đã chơi nó rồi. Cứu mình vừa nó một đứa rồi. Vừa nó một đứa rồi các bạn ơi. Ui thằng nào bán xe của mình, Ui đây rồi các bạn ơi, ui. Ok đã xong, yes. Quá gắt anh em ạ. Đây là một cuộc chiến ngoài bo. Và bây giờ mình sẽ phải chạy vào bo cái đã. Từ tranh thủ rút thính coi. Thính này có gì đây? Ui lại là IWM anh em ơi, buồn quá nhỉ. Ui Huỳnh Nhi đang ở khá xa sát thủ ơi. Tôi chuẩn bị tôi lên rút đồ với rút thêm túi máu nhá. Ok, tôi rút được 8 túi. Đây tôi vứt rồi này, nhanh. Đây. Thank you. What the hell, bạn lật luôn cả xe mình. What the hell. Đi anh em ơi, đi luôn. Nhặt ra, nhặt máu rồi. Xong một rồi anh em ơi, nhặt máu rồi, 7 túi máu này, thoải mái. Cuốn máu luôn, mà thôi khỏi quấn, nhưng mà lỡ tay cuốn rồi thôi anh em ạ. Không tắt được nó ấy. Tắt phải xuống xe. Ơ thế á, thôi ông ơi. Còn 6 túi máu khỏi cần. Ui Huỳnh Nhi ơi, chết vì lựu đạn cả. Trả giá. Sự trả giá của Huỳnh Nhi. Ui Huỳnh Nhi ơi. Đâu cứu. Xây mộ cho Huỳnh Nhi. Xây mộ cho Huỳnh Nhi anh em ạ. Đây, xây mộ cho Huỳnh Nhi anh em ơi, đắp mộ cho Huỳnh Nhi bạn ơi. Nữa đây bạn ơi. Nào, tỏa sáng nào Huỳnh Nhi ơi, tỏa sáng. Ui, bạn ơi. Bạn làm gì vậy? Vừa nó dây chói mình rồi ạ. Tôi xem tôi lút thêm ít đồ cái đã. Wow, hết máu ra. Cứu nhanh không nó chết bây giờ. Đùa tí thôi ông ơi, đùa dai. Đùa vậy nó mới vui. Nhanh các bạn ơi. Còn 3 bạn nữa thôi các bạn ơi. Top 1 rồi các bạn ơi. Huỳnh Nhi này, cuốn máu đi ông ơi. Cuốn máu đi Huỳnh Nhi. Ông chẳng muốn máu gì cả, tí đai ông tự chịu trách nhiệm. Các bạn ơi, mình không dám đi trước đâu, bạn nào đi trước đi. Đây cậu xem to mà. Ui đây các bạn ơi, đây. Ở ngay hướng 285 nhá. Khu nhà nhỏ có người này. Chắc chắn có người. Thấy không? Đâu vậy ông ơi, đâu vậy ông ơi. Chưa thấy ông ơi. Đâu vậy. What the hell, đâu rồi? À đằng sau à? Thế tôi nhầm rồi. Đâu rồi ông ơi, Khu nhà đằng sau mới đúng à? Ừ. Thế chúng ta nhầm rồi. Nhìn cô nhận nhìn nó gần vãi trưởng không ạ? Tôi tưởng là đúng nha. Ôi Huỳnh Nhi ơi, lại bị hạ gục 7.000 Huỳnh Nhi ơi. Bạn ấy chết đi Huỳnh Nhi ơi. Ôi nó sấy xe tôi bạn ơi. Nó sấy xe tôi. Ba thằng chết từng 2 á. Có liệu không? Xong rồi á. Gắt vậy bạn ơi. Mới chơi còn người không vậy? Wow, chạy qua xác Huỳnh Nhi ơi. Sợ nó. Đây, có lên. Mình lên đây. Ôi cho nó đâu vậy? Cho nó nhà bạn. À. Hay là tầng 2? Cho nó tầng 2 à? Tôi nhầm rồi, tôi tưởng tầng 3. Mình sao bạn ơi? Sao vậy bạn? Cho nó chạy rồi. Tự nhiên ngắt phát chết luôn. Hay là ông cứu cho nó rồi, tôi không thấy ai cả. Không người rồi bạn ơi. Cứu chết luôn rồi à? Tôi tưởng là nốc. Chạy bạn ơi. Ui tôi tưởng đã còn người, Huỳnh Nhi, sorry nhá, quên mất. Tôi tưởng đã con người, tôi lên tôi xử nốt. Đáng lẽ ra là mình định cứu Huỳnh Nhi rồi nhưng mà mình quên các bạn ạ. Không, mình xuống mình cứu nó rồi. Sorry Huỳnh Nhi nhá. Huỳnh Nhi đừng trách mình, sorry. mình xin lỗi. I'm so sorry. Thôi xong, nhưng giống luôn các bạn. Ui, xe của mình không chạy vào bo được các bạn ơi, xe đang điều khiển này. Ui, phải làm sao bây giờ đây? Các bạn ơi, ui, mình không xuống xe được. Mới tút xuống xe rồi bạn ơi, không xuống xe được. Ok. Ui, top 1. Yeah. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.